Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai chị trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với bài kiện của anh Tràng, chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô bonsai để bàn, đa số là phôi mai vàng, mình ghép với siêu bông bình lợi cô chú anh chị ha. Chúc quý cô chú mình xem clip vui và chọn được những cây ưng ý, chuẩn về dưỡng lại lấy bo cũng như là chơi Tết hay cô chú anh chị. Em xin phép clip chia sẻ luôn ạ. Dạ, hôm nay mình giao lưu một lô siêu bông Bình Lợi với là siêu bông Sài Gòn, tầm khoảng 20-20 mấy cây với cô chú anh chị, đa số là hàng bonsai để bàn, đế cũ, đế nôm, đế quái á cô chú anh chị ha. Rồi, giá giao lưu hôm nay thì dao động tầm khoảng 300-400 ngàn, vài trăm ngàn thôi cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin phép được chú Lít chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Xin chào chú. Rồi, chào Phương ơi, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Rồi hôm nay em về cái lô mai mới anh chị, có siêu bông Bình Lợi, rồi siêu bông Sài Gòn lá lớn gì, rất mong cô chú anh chị đằng sau ủng hộ nha. Rồi mã số này là mã số 75. Rồi cây giảo siêu bông Bình Lợi, cây này bonsai để bạn anh chị ơi. Hàng này hàng đế cũ anh chị. Rồi anh em hợp nhãn ủng hộ cho anh em ơi. Số điện thoại là 0932999393. Zalo em số đó luôn anh chị. Cây này có củ đế bá luôn á. Hàng này hàng bonsai để bạn. Tổng cái hoành đế này đi anh chị. Tổng hoành đế đặt là được 57. Cái củ cục nạc này là 28. Hoành thăng là 14. Cái này đế nôm cao là 19. Chiều cao 52. Tán 50. Rồi mã số 75 cây siêu bông Bình Lợi này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 700k anh em ơi. Rồi mã số 76. Rồi cái này 76 là một cây siêu bông Bình Lợi luôn chị. Nếu như cái nôm gì đó cô chú anh chị. Ghép được hai bo mà bo này nó già luôn chị. Cái đế hết biết cái đế anh chị nè. Em ôm vậy anh chị xem tưởng tượng nào đế ha. Đó nè. Đặt cứng luôn nha. Thấy không phải qua ngày 2. Tổng hoành đế này là 61. Hoành thăng là 14. Đế nôm cao là 19. Chiều cao là 56. Tán ngang 39. Rồi mã số 76 cây siêu bông Bình Lợi này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 ngàn. Dạ. Lấy bo được liền luôn á cô chú anh chị, nãy lên giao lưu hết trơn luôn ha. Cái này ghép được 2 bo. Mã số 77. Siêu bông Bình Lợi luôn. Cái này đế cũ nè anh chị, cưng quá cưng luôn. Tủ tròn do luôn nha. Cái loại này cô chú chị mình về mình chịu khó mình gông lá chị. Ví dụ như nè ha. Gông lá chân như nè là nó sẽ ra nó ok hơn anh chị. Nó ra nó ra nách non à. Cái này mình ghép được 3 bo. Dạ 3 bo. Cái củ đặt là được 24. Hoành 14. Chiều cao 60. Rồi mã số 77 xin giao lưu với cô chú chị mình 500 chị. Dạ. Rồi. Mã số 78. Dạ. Siêu bông Bình Lợi luôn chị. Ừ, cho mấy ngày qua đây chị quay nguyên kia rồi. Ừ. Cái này tàn ấm tàn luôn nha cô chú anh chị, ghép nguyên cục đế luôn nha. Ba bo. Cục đế nở luôn á quý cô chú anh chị. Nguyên củ tròn do luôn. Rồi củ đặt là được 37. Không nào. Hoành 15. Chiều cao 52. Tàn ngang 55. Nghe nè. Rồi mã số 78 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 600k. Dạ 600 nha cô chú anh chị. Rồi 79. Siêu bông Bình Lợi luôn chị ơi. Ừ. Cái này đi cơ đọt rồi, 5 triệu nách lá cô chú. Cái này ghé được 3 bo nha anh chị. Dạ. Cái này cô chú chị mình về mình bấm chặn ha. Là sẽ đẻ chèo nhiều hơn nha anh chị. Bấm một cái nữa. Thì nó sẽ nhảy chèo à. Còn cô chú chị mình cứ thả vô ngoài đó nó phượt hoài vậy đó. Củ nở luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái củ đặt là được 30. Cái này hoành là được 14. Chiều cao là được 60. Rồi siêu bông Bình Lợi mã số 79 xin giao lưu cho chị mình là 450 ngàn. Dạ. Chấm cái Phương. Mã số 80. Rồi mã số 80 cây siêu bông Bình Lợi luôn chị. Cây này tàn ấm tàn luôn hết cô chú anh chị. Mình ghép cũng được 30 ghép. Cái củ đế cho bỏ luôn cô chú anh chị nha. Củ đặt là được 60. Làm gì đó.
Cục nạc này 29. 16 hoành. Chiều cao 70. Ngang 52. Rồi 80 xin Zalo với cô chú anh chị mình 600 gì ơi. Rồi. Mã số 81. Siêu ông Sài Gòn lá lớn. Ừ. Này nó lên ra luôn hết trơn rồi cô chú anh chị. Mình dép được 40 ghép á cô chú. Đây đó. Một cắt mang kéo nhựa mà. Đây nè, đâu khi rồi nó lên cái nữa rồi. Cái này ghép được một mùa anh chị ơi. Hoành 12. Cũ đế đặt là 26. Chiều cao 57. Tán ngang 56 rồi. Mã số 81 siêu bông Sài Gòn lá lớn này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k. Dạ. 82. Mã số 82 siêu bông mình lại luôn. Ủa cái lá mất gược luôn cô chú. Cái này ghép 3 bo. Cái này là cái gốc nó quắn rễ anh chị. Quắn rễ mà nó già cái này nên chị xem biết cây này nó bao lâu rồi ha. Như củ khoai vậy đó cô chú. Cái này già lắm, già đó nha anh chị, phôi này ha, già lắm rồi đó. Bèo thì bèo cũng là 7-8 năm. Dạ, mình ghép 3 bo nha cô chú anh chị. Củ đợt này là được 34. Cái này hoành là được 10. Chiều cao là 40. Ngang 52. Rồi siêu bông bình lợi mã số 82 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn. Cái này độc lạ luôn anh chị. Để chơi này không là đủ duyên dáng này. Mã số 83. Rồi siêu bông Sài Gòn lá lớn. Cái này ghép 3 bo. Ví dụ là bên em là bao ship tặng chậu luôn nha anh chị. Ship luôn chậu cho anh chị ha. Ship luôn người đứng clip luôn. Thôi nặng lắm. Tốn phí lắm. Rồi cái củ đặc này 24. Hoành thân là 13. Chiều cao là 57. Tán ngang là 48. 83 xin giao lưu là 450 anh chị ơi. Dạ. Thứ tư. Siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn. Đang chuẩn bị đi phim cơ đợt mới luôn nha cô chú ha. À, mình ghép được 20 ghé thôi á cô chú. Dạ đế cũng khá đế mà. Này cái lô Sài Gòn lá lớn này ghép được một mùa nha anh chị. Cũ đế đặt là được 29. Hoành thân là 14. Chiều cao là 58. Tán ngang là 60. Rồi mã số 84 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn. Mượn dạ. Viết ạ. Mã số 84. Số 8 này là mai lại kiếm sẵn. Số 85. Rồi siêu bông Sài Gòn lớn luôn chị ơi. Tránh cho mày, chống cho mày nè. Ừ. À, cái này về trồng ghép bự rồi nha cô chú chị nha. Ghép được 4 bo nha cô chú anh chị. Dạ, được. Rồi anh em đi nghe follow chia sẻ thôi, ủng hộ nha anh em. Hoành là 15. Chiều cao là 56. Tàn ngang là 57. Rồi Zalo với anh em mình là 500 ngàn gì ơi, mã số 85. Dạ. Rồi mã số 86 là một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn. Ờ cái này đế đẹp quá anh chị. Cái đế nó rất là duyên dáng luôn nha. Đế cực kỳ quái anh chị. Cái này ghép 3 bo anh chị ơi. Rồi cái này hoành thân nó được 13. Chiều cao là được 63. Tán ngang 60. Rồi cây siêu bông Sài Gòn lá lớn mã số 86 xin Zalo với cô chú chị mình là 450 ngàn. 87. Mã số 87 là một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn đó chị ơi. Cây đang nằm đi chơi quá là đẹp anh chị. Lá mừng mẫn luôn ha. Cây này cũng ghép 30 ghép nữa nha cô chú anh chị. Chiều cao cái phôi không mình chưa tới gan tay nữa nha cô chú anh chị ha. Màu cắt nó đang kéo nhựa rất là mạnh luôn á cô chú. Rồi em xin số đo luôn à. Hoành là 14. Chiều cao là 60. Tán ngang là 64. Rồi mã số 87 xin Zalo với cô chú anh chị mình là 450 ngàn. Dạ rồi. 88. Rồi mã số 88. Ừ. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn. Cái này cây nào đế đẹp chứ. Mấy này anh chị mình để bàn là hết sỉ nha anh chị. Cây đang ra cái lá non quá trời đẹp. Mình ghép cũng được 20 ghép á cô chú anh chị. Bông ghép là mình không út quen ha. Hoành là 11.
chiều cao là 55, tàng ngang là 57, rồi 450 luôn chị, mã số 88. Dạ, 89. Rồi, mã số 89. Cái này tàng ấm tàng luôn nha cô chú anh chị. Cũng là Simon Sài Gòn lá lớn luôn nha. À, ba chột nha cô chú ạ. Chột ghép to mà đế cũng quái quái nha cô chú anh chị. Cái lô này là ghép một mùa cho nên là cái bo ghép nó lớn rồi ha. Mấy này già mùa bông lắm bông ha chị. Quanh 10, chiều cao 55, tàng ngang 58, rồi 450 lô dê, mã số 89, bao ship toàn cầu. 9. Mã số 90, siêu bông Sài Gòn luôn. Mẹ để hậu vừa quay ta mua cái chảo chết luôn. Cái này cũng ba bo luôn nha cô chú anh chị. Cái này hoành là được 15. Tổng hoành đế, tổng hoành đế là được 30. Chiều cao 70, tàng ngang 66, rồi 450, mã số 90. Mã số 91 là một cây giảo thủ đức già mùa. Cái cây này em ghép gốc nhớt anh chị nè. Gốc nhớt mà nó nguyên củ tròn vo luôn ha. Ở đó là cái này là nguyên cái củ sù, sù cám anh chị. Đó, quẹt nhất là vậy đó. Đó, bao ghép nè. Cái này bèo xuống 7 năm nha anh chị. Đó, cái củ đặc này là được 32, hoành thân là được 16, chiều cao là 47, tàng ngang 67. Rồi, cây giảo Thủ Đức mã số 91 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 ngàn. Dạ rồi. Mã số 92. Mã số 92. Siêu bông Sài Gòn. Cái này cũng đều tàn ấm tàn hết trơn. Cái này đế duyên lắm nha anh chị. Cây nhỏ mà đế duyên dáng lắm nha. Đế cực kỳ duyên dáng luôn á. Có cái đuôi nhỏng lên. Dạ rồi. Nhỏng lên là hiểu rồi đó. Phần 13, chiều cao 52, tàn ngang 62, rồi 450 chị ơi. Mã số 93. Đó, cây siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn. À, cây này à, mình ghép cũng được hai bo. Hai bo luôn. Cái đế nó gom củ đế. Đem nguyên chuột qua kìa. Rồi, 93 nha anh chị ơi. Thêm chuyện. Củ đặc là 25, hoành 14, chiều cao 55, tàng ngang 52. Rồi, mã số 93 xin giao lưu là 450 luôn chị ơi. Dạ. Mã số 94. Ừ. Dạ, cây này mình ghép cũng 3 bo nha quý anh chị. Bo ghép già hết trơn. Trời, cái này đế đẹp quá. Nhỏ nhỏ đế nó quái quái nha cô chú chị ha. Mấy cái hàng này mình mua về cây mình tết mình trưng để bàn anh chị. Tổng cái hoành đế này là được 45, hoành thân là được 13, chiều cao 58, tàng ngang 60. Còn mã số 94 xin giao lưu là 450 chị. Dạ. 95. Mã số 95. Ôi, cái này ghép có một bo một anh chị. Ồ, cô chú anh chị chơi, anh em nào chụp khái chơi một bo thì cái này ha. Đó, một thân một cốt luôn. Ừ. Đế điệu cho anh chị. Cái này hoành là 14, chiều cao 46, tàng ngang 45. Rồi 400 ngàn anh chị em, mã số 95. Mã số 96. Cái này siêu bông Sài Gòn. Cái này đế đẹp nha anh chị. Cái này đế đẹp lắm đó nha. Ừ. Mình ghép cũng được hai bo thôi cô chú anh chị. Thêm rồi. Tổng cái hoành đế là được 42, hoành thân là được 14 mấy tính 14 anh chị. Chiều cao 52, tàng ngang 46. Rồi 450 về mã số 96. Rồi, xin mời Sài Gòn luôn. Cái này mình ghép cũng 3 bo.
bo cho cô chú bo ghép lớn ha. Đeo rồi. Cờ cái này hoành được 14. Chiều cao 58. Tà ngang 55. Rồi mã số 97 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 4.500.000. 98. Đây siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Hương ghen quá. Hoành là 14. Chiều cao là 65. Tà ngang 71. Rồi 98 xin giao lưu với 4.500.000 anh chị. 4.500.000. Mã số 99. Để chút về sau thì anh kiểm tra cho coi. Cái này ghép 3 bo nha anh chị ơi. Siêu bông Sài Gòn, lá lớn. Rồi cái này hoành được 15. Chiều cao là 52. Tà ngang 65. Rồi 99 xin giao lưu với chị mình 500.000 anh chị ơi. Dạ rồi. Rồi mã số 100. Siêu bông Sài Gòn, lá lớn anh chị. Đây thì không chạy qua tới Bến Tre làm gì mệt, mà qua Bến Tre mới mở ra. Cái này để đẹp nè anh chị. Tổng hoành đế 45. Hoành thân là 14. Chiều cao 58. Tàng ngang 57. Rồi 100 xin giao lưu 4.500 chị ơi. Mã số 101. Rồi siêu bông Sài Gòn nha anh chị ơi. Hay là mình ghép hai bo luôn á cô chú anh chị. Dán rồi cái phôi nó hơi siêu siêu nha cô chú anh chị ha. Hoành 15. Chiều cao 55. Tàng ngang 52. Rồi 400.000 anh chị ơi, mã số 101. Dạ rồi. Mắc luôn rồi. 102. 102. Rồi siêu bộ Sài Gòn luôn chị ơi, ghép 3 bo. Cái này tàn gắm tàn luôn á mấy cô chú anh chị. Dạ rồi. Chết ha anh. Còn 15. Chiều cao 57. Tàng ngang 47. Rồi 400.000 luôn chị ơi, mã số 102. Dạ, nhỏ gọn mình để bàn mình lấy bo nhân giống chứ tết đủ cơ nha cô chú anh chị. Cái dãy kia hả nó dài 103. Siêu bông Sài Gòn. Cái này cũng đang đi cơ đợt mới luôn đó cô chú anh chị. Mình ghép được hai bo nha cô chú anh chị ha. Cái này đế quá đẹp rồi. Đó. Thấy có sống không? Dạ rồi. Chưa đo, hãy đo mới gọi chứ. Quýnh 14 hoành. Chiều cao là 55. Tàng ngay 55 luôn. Rồi 450 chị. Dạ. Mã số 103. Dạ mã số. Rồi mã số 104 là cây siêu bông bình lại. Cái đế nó như cái nồm vậy đó cô chú anh chị. Không còn bàn cãi được hả? Xin bông lại anh chị. Đế bỏ đều dách luôn cô chú anh chị ha. Ghép được 3 bo. Cái này đế quá đẹp anh chị. Dạ rồi. Rồi tổng cái hoành đế này là được 72. Cái này hoành thân là được 15. Đế nôm cao là 19. Chiều cao 58. Tàng ngang 47. Rồi mã số 104 xin giao lưu là 750.000 anh chị ơi. Rồi mã số 104 cây sẽ bông lại là cây cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ha. Rồi rất mong cô chú anh chị nhận sự ủng hộ. Em xin chào hôm nay. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.